tài bà sợ như ý, tiền vô như nước, chạy máy không nha. Trời ơi, quá chí tiền vô như nước luôn. Nè, cái này là bao lì xì của mẹ lì xì cho Phương. Dạ. Cái này cha lì xì cho Phương rồi, dạ, chúc lớn là học giỏi, dạ, đẹp trai. Dạ chúc. Chúc cha mẹ chung đi, cha mẹ chúc con học giỏi nha, đời chăm ngoan. Em nhớ cái lời mẹ nghe không? Dạ. Rồi cái này nè, cái này là mẹ gửi giùm bà cô Huệ nha. Bà cô nha. Bà cô Huệ gửi cho con nha. Dạ. Chúc con là mau lớn học giỏi, đẹp trai. Dạ. Rồi còn cái này là của cô Thu nha. Dạ. Gửi cho con. Dạ. Chúc cho con cũng trẻ đẹp, dạ, học giỏi. Dạ, con cảm ơn bà cô Thu và cô Huệ. Dạ. Rồi, đến phim. Năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, tiền vô như nước và trẻ mãi không già. Rồi mẹ. Cái này là của mẹ. Dạ, bà con chúc con học giỏi, hôm nay đậu đại học nha. Dạ. Cái này của bà cô Huệ á, gửi lì xì cho con. Dạ. Mong hai đứa học giỏi. Đậu này của bà cô Thu. Rồi. Dạ. Cảm ơn bà cô Huệ và cô Thu, chúc bà cô năm mới dồi dào sức khỏe, tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Dạ. Gia đình con cũng nhân năm mới này chúc cô Huệ mạnh khỏe, vui vẻ. Con chúc cô Thu năm mới phát tài, vui vẻ. Nhìn như mình lộn cái gì rồi. Bây giờ tụi con đi tụi con đi lên trên ngoại nha, mấy đứa nhỏ chúc Tết. Nhỏ cho tiền hết. Dạ. 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 Tiên. Ờ bữa đó mà. Đó khó kỳ quá. Đó này đúng không ạ? Ờ mất đấy món này luôn. Đây con lên. Năm mới con hay vợ chồng con chúc mẹ vợ già sức khỏe. Làm ăn phát đạt. Cảm ơn tập tuổi của con. Rồi mẹ chúc con hạnh phúc. Vui vẻ nha. Chuẩn bị giúp mình nha. Có tiền mẹ không? Chắc luôn ạ.
đây. Rồi, con cảm ơn. Con cũng gửi mẹ lại cái lòng. Rồi. Rồi. Đó, vô đó. Hai đứa hạnh phúc vui vẻ. À, một ngày năm nay. Chúc mẹ để giờ già. Làm ăn. Chúc mẹ giờ Chào chú. Rồi, chúc đi. Xin vô trước con. Xin rồi hả? Ừ, trả lại. Rồi, chúc đi. Chúc tính má lựa mày đi. Rồi. Chúc. Nước mà lụa. Năm nay già ăn chết luôn vậy. Năm nay là bố chồng quay. Sao hơn chồng tuổi. Lớn lên. Năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, may mắn cả. Năm thì vô như nước sống hơn chồng tuổi, khỏe mạnh, gia đình. Rồi không. Chuyện nhỏ quá à, cho tiền ít chút nhỏ cho 20 xin thấy anh quý được nhóc hết quý nhóc rồi luôn á xin nãy xin chọn mấy tờ hai chương năm mới cho vui vẻ hạnh phúc và hạnh phúc sống lâu trăm tuổi trẻ mãi không có nhà tiền vô như nước sông Hồng thì dây dọc và sông hay đậu càng đẹp.
dân như nước, năm sau chiếm số nữa. Ôi, cảm ơn con. Trời, con chiếm rồi hả? Đúng rồi hả? Không bằng giá nào. Cái gì vậy? Chọn đi chứ. Gia đình đông con, cô có dạy không? Học thuộc lòng à? Có hai tự nhiên quý, học giỏi, đẹp trai. Mắt to lên bớt hí. Tới chương trình bốc thăm trúng thưởng có luôn. Rồi. Mấy đứa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Để đếm cái được. Rồi vô. Rồi chương trình bốc thăm may mắn. Chương trình bốc thăm may mắn. Rồi đứa trước bốc trước tùy hứng. Sóc lên, sóc lên. Rồi xin bóp trước. Rồi tự khui đi.
móc ra, móc ra được nhiêu? Xui xui rồi quá đi nhóc luôn mà quá. Quý quý rồi mở ra kiểm tra liền coi. Tay bảo coi ra coi ra rồi ba. Ngọc đâu? Ngọc gì không có mệnh giá bự bự cho ta. Trời tới 2 tỷ là đủ rồi. Sao đâu này nó vậy? Nữa. Xin tóc xem, xin tóc cho mẹ xem. Đổ rồi, đổ rồi, đổ rồi. Xin. Đổ rồi. Đãi đãi nó đi trăm ngàn đâu. Trời ơi. Gỡ. Trời ơi, trời ơi, nhà nó gắt rồi. Chị ơi, nó gỡ sao là không có chúng ta nào á. Vậy làm xin cao nhất. Ủa, không có cao nhất. 10 ngàn. Gớp 1 triệu. Tao rồi, quý tài chứ. 2 triệu. Nó không có lại 100 nha. Ồ. Nha. Không kìa, càng cuối là càng có thường trăm á. Mày bỏ điều điều với bốc thăm chứ. Điều nó bốc thăm rồi phải có 50. Mấy ơi, hai mẹ con mình giống nhau. Một tờ. Rồi. Chúc kìa. 500. 500. Tiếp chứ không phải. Rồi cảm ơn bạn. Rồi. Rồi. Chúc con trong năm mới quan hệ mắt tài tiền vô như nước vạn sự như ý. Dạ. Rồi. Những người phụ nữ đảm đang của gia đình gần. Chúc thăm chúc hưởng. Năm bạch tiên à. Lửa cho anh chịu kìa. Chắc chạy qua rồi.
đâu dụng đó nha con. Dạ. Con cũng tuổi 38. Dạ. 38 mà sống khỏe, sống lòng cặp tuổi. Chúc con năm ma mới, đồng năm mới. Dạ, cho tôi được như ý. Dạ, con cảm ơn người ta. Được rồi. Con này con phải sửa má. Sức khỏe. Dạ, chúc dạ, con như ý. Dạ, sức khỏe, chị như ý nha. Dạ, chị đặt máy nha. Dạ. Con cảm ơn má. Dạ, em chúc đây là chị anh Tám. Năm mới. Thế này là lòng. Dạ. Cái tên là chị anh Tám. Dạ. 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 Dạ.